Trên màn hình của chú anh chị và các bạn, chúng ta đang theo dõi là những cây cà phê của mảnh vườn rộng 1,1 hectare. Và trong 1,1 hectare này, bác chủ nhà trồng kín cà phê như thế này nha mọi người. Chúng ta có một cái đường làng, đường đi chung của làng của xóm đi qua mảnh vườn của chúng ta, chia mảnh vườn của chúng ta ra làm hai. Đất của chúng ta thì hoàn toàn là đất đỏ ba gian. Thế đất của mảnh vườn này thì cực kỳ đẹp, đất thoải nhẹ từ trên xuống dưới. Cô chú chị và bạn, chúng ta đang đi tìm mua cho mình một nhà vườn với cà phê đông đặc và cà phê đẹp, đặc biệt là một mảnh vườn với cà phê mà đang cho thu hoạch mạnh. Thì cô chú chị và các bạn, chúng ta nên quan tâm tới mảnh vườn này, bởi vì mảnh vườn mà mình giới thiệu ở trong video này đẹp như một bức tranh. Tổng diện tích là 1,1 hectare, đất tọa lạc tại xã Thuận Hạnh, huyện Đức Song, tỉnh Đắk Nông. Khoảng cách từ đây, cô chú chị và các bạn, chúng ta đi ra tới đường quốc lộ 14C thì cô chú chị và các bạn chúng ta mất khoảng 300m. Còn khoảng cách từ đây, cô chú chị và các bạn, chúng ta đi về đường quốc lộ 14A, khu vực ngã ba buôn bán thì cô chú chị và các bạn chúng ta mất khoảng 5 cây số. Đường đi nối lại dẫn vào mảnh vườn này thì cực kỳ thuận lợi. Quan trọng hơn đó chính là cô chú chị và các bạn, chúng ta đang đi tìm mua cho mình một nhà vườn có nguồn thu nhanh, lấy lại vốn. Thì cô chú chị và các bạn chúng ta đặc biệt lưu ý tới mảnh vườn này, bởi vì sản lượng cà phê năm nay của mảnh vườn này ước đạt trên 5 tấn cà phê nhân nha mọi người. Toàn bộ cà phê của chúng ta đều là giống cà phê dây, cà phê giống Thuận An. Và khu vực này thì khí hậu cực kỳ hợp để cô chú anh chị và các bạn chúng ta canh tác cà phê dây. Và có một đặc điểm rất là quan trọng cô chú anh chị và các bạn chúng ta cần lưu ý, đó chính là giống cà phê dây thì giấu quả ở bên trong nha mọi người. Bởi vậy cô chú anh chị và các bạn, nếu như chúng ta quan tâm tới mảnh vườn này thì cô chú anh chị và các bạn chúng ta hãy đến tận vườn và chúng ta sẽ vạch la. Chúng ta sẽ vạch cành la và khi đó cô chú anh chị và các bạn chúng ta sẽ quan sát được lượng trái ở bên trong. Toàn bộ cà phê của chúng ta đều đang trong giai đoạn thu hoạch chính. Một mảnh vườn với cà phê bước vào giai đoạn cho thu hoạch chính thì cô chú anh chị và các bạn chúng ta cũng thấy được tổng diện tích là 1,1 hectare. Sản lượng bác chủ nhà ước đạt rơi vào khoảng là 5 tấn cà phê nhân. Và quan trọng hơn đó chính là giá bán của bác chủ nhà đưa ra dành cho mảnh vườn này khá là ưu đãi. Một cái mức giá rất là thiện chí để cô chú, anh chị và các bạn chúng ta quan tâm. Cà phê được bác chủ nhà trồng hàng theo hàng, lối theo lối, cực kỳ đẹp. Cây cà phê nào cũng đang cho thu hoạch chính, đều như một bức tranh. Về hồ tưới thì cô chú, anh chị và bạn chúng ta cũng yên tâm, bởi vì với mảnh vườn này chúng ta có 2 cái hồ tưới, một cái hồ tưới chung và một cái hồ tưới riêng. Và khu vực phía dưới của chúng ta thì toàn bộ là sình nha mọi người. Cô chú chị và các bạn, chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể múc thêm hồ ở phía dưới. Tới đây thì mình cũng xin được báo giá luôn để cô chú anh chị và các bạn chúng ta, những người có tầm tài chính phù hợp sẽ theo dõi tiếp và ủng hộ video này. Vâng, thưa cô chú anh chị và các bạn, thì với mảnh vườn rộng 1,1 hectare, đất tọa lạc tại xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông, một mảnh vườn có thế đất thoải nhẹ từ trên xuống dưới, chất đất thì hoàn toàn là đất đỏ ba gian, nằm cách đường quốc lộ 14C chỉ 300m, nằm cách đường quốc lộ 14A, khu vực ngã ba buôn bán, trường chợ thì rơi vào khoảng 5 cây số. Đường của chú chị và các bạn chúng ta di chuyển hoàn toàn là đường quốc lộ 14C, đường nhựa nha mọi người. Và trên mảnh vườn này thì bác chủ nhà trồng đông đặc cà phê. Toàn bộ cà phê của chúng ta đều đang trong giai đoạn cho thu hoạch chính, cho thu hoạch mạnh. Và cà phê của chúng ta thì đẹp như một bức tranh. Toàn bộ giống cà phê của chúng ta đều là cà phê dây. Ở phía dưới thì chúng ta có 2 cái hồ, một cái hồ tưới chung và một cái hồ tưới riêng. Và với tổng diện tích là 1,1 hectare, đất tọa lạc tại xã Thuận Hạnh như thế này, bác chủ nhà đây đang đưa ra mức giá bán là 1.350.000.000 có bút lộc lá. Cô chú anh chị và các bạn chúng ta quan tâm tới mảnh vườn này, vui lòng liên hệ với mình qua số điện thoại mình đang để ở giữa màn hình. Thông qua số điện thoại này thì mình xin gửi tới cô chú anh chị và các bạn những hình ảnh về cây trồng, đồng thời cung cấp tuyến đường tốt nhất để cô chú anh chị và các bạn chúng ta tới được vườn. Về pháp lý thì hiện tại mảnh vườn này chưa có sổ, nhưng đất của chúng ta đã được bàn giao về cho xã quản lý. Cô chú chị và các bạn chúng ta mua bán mảnh vườn này thì chúng ta sẽ ký giấy tờ tay với nhau, có ký giáp danh ba bên, đảm bảo cô chú chị và các bạn đất của chúng ta không tranh chấp, để cô chú chị và các bạn chúng ta yên tâm phát triển kinh tế nông nghiệp. Cô chú chị và các bạn chúng ta đang đi tìm cho mình một nhà vườn với cà phê đẹp miên man. Và đặc biệt cô chú chị và các bạn chúng ta đang đi tìm một mảnh vườn, khi mà cô chú chị và các bạn chúng ta đặt chân tới, cô chú chị và các bạn chúng ta không muốn ra về, thì đây chính là sản phẩm mà cô chú anh chị và các bạn chúng ta mong đợi. Một mảnh vườn với cà phê đẹp như một bức tranh. Tất cả cà phê của chúng ta đều đang cho thu hoạch chính. Cà phê cực kỳ sai trái. Cà phê của chúng ta là giống cà phê dây và giống cà phê này thì giấu trái ở bên trong nha mọi người.
Với cà phê này thì cô chú anh chị và các bạn chúng ta tới tận vườn, và khi cô chú anh chị và các bạn chúng ta vạch từng cành lên, khi đó cô chú anh chị và các bạn chúng ta mới thấy được cà phê của chúng ta sai trái cỡ nào. Tới đây thì mình xin nhắc lại thông tin của thửa đất một lần nữa để cô chú anh chị và các bạn chúng ta nắm được tường tận về vị trí thửa đất của chúng ta. Tọa lạc tại xã Thuận Hạnh, huyện Đức Trong, tỉnh Đắk Nông, nằm cách đường quốc lộ 14A chỉ 300m, nằm cách trung tâm trường chợ đường quốc lộ 14A là 5 cây số. Đường cô chú anh chị và các bạn chúng ta di chuyển thì hoàn toàn là đường quốc lộ 14C. Chúng ta chỉ mất 300m đường đất thôi, và đường này là đường đi chung của làng của xóm. Và mảnh vườn của chúng ta ấy, thì cũng có đường đi chung của làng của xóm. Đường này thì chia mảnh vườn của chúng ta ra làm hai. Ở dưới thì chúng ta có hai hồ. Trong hai hồ này thì chúng ta có một cái hồ tưới chung và một cái hồ tưới riêng. Trên tổng diện tích 1,1 hectare này, một chủ nhà trồng full cà phê dây như thế này. Và cà phê của chúng ta thì đang ở độ tuổi cho thu hoạch chính. Cà phê năm nay cực kỳ sai trái, báo hiệu cho cô chú, anh chị và các bạn chúng ta một mùa vàng bội thu. Một mảnh vườn chắc chắn khi cô chú, anh chị và các bạn chúng ta mua thì với giá cà phê hiện tại nhanh thu hồi vốn nha mọi người. Và với mảnh vườn này thì bác chủ nhà đây đang đưa ra mức giá bán là 1 tỷ 350 triệu có bớt độc lá. Về pháp lý, mảnh vườn này hiện trạng chưa có sổ nhưng đất đã bàn giao về cho địa phương quản lý. Khu vực này là khu vực đông dân cư bởi vì gần với lại đường quốc lộ 14C. Thế nên cô chú anh chị và các bạn chúng ta rất là yên tâm khi mua bán mảnh vườn này. Khi mua bán thì cô chú anh chị và các bạn chúng ta sẽ có ký sắp danh ba bên rõ ràng, đảm bảo đất không tranh chấp. Trên đây là toàn bộ thông tin về thửa đất mà mình muốn giới thiệu tới cô chú anh chị và các bạn chúng ta cùng nhau tham khảo ở trong video này. Cô chú anh chị và các bạn chúng ta xem đến đây cũng đừng quên nhấn vào nút like, đăng ký và quả chung để ủng hộ mình. Thao tác này thì mất của cô chú anh chị và các bạn chúng ta chỉ 1 đến 2 giây thôi. Nhưng nhờ có thao tác này, cô chú, anh chị và các bạn mới không bỏ lỡ bất kỳ một video nào từ kênh của mình. Không bỏ lỡ bất kỳ một sản phẩm bất động sản nào mà kênh của mình giới thiệu ra thị trường. Tới đây thì thời lượng của video này cũng hết rồi. Cảm ơn cô chú anh chị, cảm ơn các bạn chúng ta đã dành thời gian theo dõi video. Xin kính chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.